Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Giáo Đức trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một trận đấu của... Còn đây là một cái trận đấu của bạn Phạm Đình Long. Vâng, có nickname ở trên RVC là Telelot đã gửi cho 8X. Và hôm nay mình sẽ bình luận trận đấu này. Và chúng ta cùng theo dõi. Vâng, Telelot thì có lẽ là một số nhiều bạn đã biết rồi. Thanh niên tên tuổi vâng đánh cũng thuộc gọi là gần vâng xếp vào hàng cao thủ đít có mù. Với đội là tiền án của thanh niên này là hơi bị không đẹp một chút. Trong trận đấu này như vậy là cầm Sven và đi bên dưới bot, vâng có một sự bảo hộ đến từ Fran ở ngay bên cạnh, và đối mặt của đó chính là offlane của team 2, đó chính là Bom. Vâng, thiên đéo là đi offlane của Bom cùng Sven. Ủa, ở đây nó ăn được cả cái bom được 10 tiền đúng không ạ? Vâng, dùng cái Iron ra được ăn bom được 10 tiền. Một ý định là cả farm rừng và farm đen dành cho một con co đi bên dưới để tạo ngay cho mình cái Aeon Talon từ đầu tiên. Với sự Aeon Talon nó cái item để đi lane nó cũng không phải quá khỏe. Còn cái item này nó chỉ phụ thuộc vào việc đi rừng thôi. Bởi vì cấu máu crab nó khiến cho crab đẩy lên khá cao. Vâng, tôi chưa nhìn qua được hero của team 2 như thế nào. Vâng, một con bom đi offlane bên dưới. Cái này bên dưới này có lẽ là Sven của chúng ta sẽ farm phở con mẹ đó gì trong những giây phút đầu tiên rồi. Vâng, chia ra thế này thì tôi cầm Sven có thì cũng thành bá đạo của đất. À, có súng xuống chơi nhau cùng với lại thanh niên của chúng ta. Thời gian đang làm rất tốt nhiệm vụ gọi là counter đối phương, tạo ra một khoảng trống có tiền đề để cho Sven có thể farm trận đấu này. Vâng, cả mấy chốc mà dầu còn stack crab hộ nữa. Đúng thật là ở đâu sinh ra được cái ông support này đây, một support mà mọi người đều đang cần. Anh đang ẩn giật ở chỗ nào rồi? Tí điệu ping là khá lag ở thời điểm này, mắc 1-2 trận đấu mà chơi cho mắc farm mua Iron Talon và mắc 1-2. First blood. Như vậy đã có phút nằm trong tay của HE Itachi, và như vậy là hai thanh niên rủ nhau đi bán hành trong trận đấu này. Và bóng bóng mình là có một số thành viên đang rất là lộng hành. Như vậy là một sự tổ đội đến từ Sven cùng với lại Itachi và Hankar, đó là một thành viên của Clan EF. Một trận đấu mà có lẽ cũng có khá nhiều gương mặt đã quen thuộc ở trong đây. Vâng, sau ngày hôm qua thì mình có làm một cái video để kêu gọi mọi người có thể ủng hộ trong thời gian tiếp theo về cái channel mở rộng về lĩnh vực là về game. Mình sẽ bình luận tất cả các trận đấu mà mọi người gửi về cho mình, không chỉ riêng Dota 1 mà còn tất cả các game khác, có thể Liên Quân, có thể Free Fire. Và đến hôm nay thì mình cũng đã nhận được một số video của anh em gửi về, chứng tỏ là sự ủng hộ của mọi người đối với mình là rất nhiều. Và bên cạnh đó thì mình cũng rất cảm ơn những cái đóng góp và chia sẻ của các bạn. Một trận đấu nó fit hay không nó không quan trọng lắm đâu. Và thực sự là một trận đấu nó chỉ hay khi mà có những tình huống mà nó khiến cho người xem có thể nhớ. Vâng, nếu đôi khi có nhiều trận đấu xanh quá nó cũng không phải là quá hay, và nó sẽ không giữ lại được trong lòng người xem nhiều thứ. Đôi khi fit nó lại hay, và chính vì vậy nên những buổi ly của tôi thường hay rất hay fit. Và những buổi ly đấy là có những trận đấu lật kèo và có lẽ khiến khán giả không thể nào quên. À, có sự có mặt của Slipper bên dưới thì bây giờ Sven đang bị đè cho khối một mẹ nó bồm rồi. Không dám ra sờ grab nữa. Vâng, trận đấu này có lẽ đóng thẳng cái cắt máu đi, dùng Iron Talon vào rừng farm cho nó nhanh. Vâng, đang đi cái gì đây? Vâng, chắc cái gì đây? Chít hai măn trước. Vâng, thanh niên mới tập chơi. Vâng, bây giờ lên đồ cũng phải hỏi được đội xem là bây giờ lên cái quán gì trước. Vâng, lưỡng ngứa gặp mẹ ông co hàng Quảng Châu rồi. Vâng, em yêu bác Hồ. Vâng, vãi lìn, tên nghe hay vậy. Nên gì thì lên. Một câu trả lời kiểu gọi là ba phải. Vâng, hỏi thì thấy trả lời làm cái gì không biết. Như vậy là quyết định lên power chip trong thời điểm này.
gặp tôi là tôi cứ mằn từ giã trước, làm cái mằn đi rồi farm cho nó nhanh. Tao chip thì chạy nó cơ động hơn. Bên dưới boss thì gặp súng cùng với bom, không phải là quá khó thở dành cho một cái đen đi solo đến từ Sven. Một con co của trận đấu nhưng mà support đã từ bỏ thanh niên của chúng ta để đi nạc trôi ở tận phương trời nào khác, để lại một mình Sven chống chọi mafia bên dưới. Còn đang phần 6 còn đéo đẹp tao một tí nữa. Phong cách đánh Sven cứ phải gọi là bá các mẹ áo đạo. Và đang mắc 1-2 trận đấu này. Và bây giờ sẽ có lẽ là một pha muốn giết người. Và chúng vẫn đang bắn trụ một cách rất thồn nhiên như cô tiền. Và một pha tăng đôi. Và sấp đôi là có thật. Và vẫn là cố ít và không tham. Thì một đánh phải gọi rất bài bản đến từ Sven. Một pha định tự sát đến từ bom. Và bây giờ đang bị bờn cho chóng hết cả mặt. Còn nó phun ra xong quả búa quả này thì có lẽ là đang rất tiếp. Một búa vào mồm. Và như vậy là có lẽ cái mạng của bom nó nằm xuống. Hai thanh niên bên dưới có vẻ cover nhau không được đẹp mắt cho lắm. Còn rủ nhau chết chung trong tình huống này. 700 tiền rồi. Và thời điểm tiếp theo có lẽ sẽ là cái cắt máu. Một con Sven có thể gọi là mạnh thì mạnh thật đấy. Và đây là một trong những con rất dễ bị counter từ đầu. Vâng, đéo có sai và như vậy lấy thân mình ra phá bom luôn. Và rất đầu gối với Tiran. Bom 1 của bom ở trong beta này nó không khỏe đam cho lắm. Và nó chỉ có 150 đam thôi. Đau. Và tôi nhớ không nhầm thì bom phá bom không được tiền. Và trong trận đấu này dùng cái Iron Garden phá bom lại được tiền, 10 tiền. Cái cam máu đã có dành cho Sven. Vâng, chắc chắn sẽ là măn. Phong cách đánh Sven ở bên các game thủ của Việt Nam nó luôn luôn một meta rất là vâng, chắc như đinh đóng cột vào chip magnet. Sau đó sẽ là cái Berlin và sau đó sẽ là cái Air Shark. Và sau hơn nữa đó là BKB cùng với lại Gridam. Vâng, phong cách đánh meta nó chỉ có như vậy thôi. Nó vẫn là cái meta mà khiến cho Sven không trị ở trong Dota từ rất lâu rồi. Một phong cách đánh item dễ lên và trận đấu sẽ kết thúc ở khoảng phút thứ 30 đến phút 40. Còn kéo về lết thì Sven sẽ yếu dần. Thực sự về lết thì Sven còn là một con không khỏe. Nó chỉ mạnh ở thời điểm tầm phút 30 thôi. Khả năng đột kích và dọn dẹp co đối phương của nó cực kỳ nhanh. Vâng, cứ rời thời gian ra phát là lại ôm trụ. Lửa máu. Nó cắt máu rồi, nó có vẻ như bây giờ farm nó cũng hơi nguy hiểm. Stack Crab đi mà farm. Bên trên thì thời gian đang Stack Crab cho Sven rồi. Vâng, tín hiệu trận đấu này có vẻ là team ta đang đè. Quân địch ở đâu đó tôi không nhìn thấy một thông nào trên bản đồ hết. Và như vậy là án mạng nó lại xảy ra trên top. Rồi có vẻ như em đưa bác phụ trận đấu này đi gank khá là hay. Vâng, đỏ máu bên trong rừng. Vâng, một thanh niên gọi là ngớ ngây. Vâng, ngớ ngớ với huy chương, tự nhiên có thằng đang yếu mạng. Vâng, làm phát mỗi phát sờ tăm thôi, làm được một em một lành. Vâng, đặt thêm được bãi sờ tách nữa. Cái này thì bảo sao không giàu. Vâng, tiền về như nước. Vâng, đúng là câu chúc đầu năm. Ai không dành cho Sven. Trong khi đó team của đội hình địch thì có vẻ đang rất là loằng ngoằng rồi. Nó kín khá nhiều. Thực sự thì có nhiều người thích xem phong cách farm của các hero. Thực sự thì mình thích xem phong cách đánh nhau hơn. Và xem những tình huống đi support và những pha đi gank thì có lẽ sẽ hay hơn. Và bây giờ đang bị bóc lốp thành công đến Buck. Đang né Silence. Và đang bằng Buck không to. Và ulti đến Slipper. Như vậy là bị vờn cho chết con mẹ luôn rồi. Vẫn đang thang trong rừng. Vâng, anh điên quay ra chê trách ngay và mít mít không báo. Phong cách rất là chống tre Việt Nam. Phong cách này thì quen rồi. Và như vậy là bom tự sát luôn. Cảm thấy là mình đang bị ganh là không lè hà gì hết. Một cái ulti đến từ Blood. Và bom của Buck bay ra ngoài. Và mất quá nhiều máu sau một pha bay ra ngoài. Và như vậy ulti đến từ Chai Zipper. Và sẽ là kết thúc cái mạng của Buck không hit. Và sau đó sẽ là gắn lúc cái mạng của Buck rồi. Băng đáp đao này xong. Vâng,
bên trên thì có một combo của Tilly để kết thúc mạng của ai đó. Và như vậy là Blood vừa nằm xuống ở bên trên thì phải. 10 phút, một bao chip và một cái magnet. Thời điểm thì điểm phóng rừng đã đến. Và cầm Spear nó cần những con support nó hoàn thành được cái nghĩa vụ của mình rất lớn. Và thời gian trận đấu này đánh cũng khá tốt trong vai trò làm support của mình. Tội là anh vẫn là khá nhiều tình huống bỏ của chạy lên người để cho Spear vơ vơ vào lóng bên dưới bot. Vâng, mũ được đội cho con thú của thời gian chứ không phải đội cho người. Vâng, thật là quái dị. Và như vậy là cooldown tự sát đến từ bom là chưa xong. Và bây giờ thì anh đã bị quạt chết. Một trận đấu có lẽ mang tính chất for fun khá nhiều. Một cái lane bên dưới, vâng giết người cứ phải gọi là e các mẹ đã dép dành cho co. Để cho co đã giết người nó farm xanh như tàu lá chuối như này thì bảo sao mà không đỡ nổi. Vâng, trong khi đó thì án mạng ở bit lại được còn được đưa về. Như vậy Blood vừa xử lý xong một bug. Và em yêu bác Hồ vừa nãy đã ngã xuống ở đâu đó. Một tinh thần yêu nước cũng rất là bất khuất đến từ thanh niên em yêu bác Hồ. Tên là em quen, nên là có phải tên của... Tôi nhớ không nhầm thì tên này tôi đã nhìn thấy ở đâu đó trong cái buổi ly của ông PCG rồi. Hay là ông mới đổi tên thành em yêu bác Hồ. Một ca 6 tiền và như vậy chắc chắn sẽ là hướng đến cho mình cái Berlin. Một cái lane bên dưới phải gọi là quá là an toàn dành cho core của chúng ta. Lane vào 11 ở phút thứ 11. Vâng, đánh bên GGC nó khá lag. Vâng, điểm qua Hezo của trận đấu này thì tôi vừa nãy hình như nhìn có Maglert là 1 này, Thời Gian là 2, Sven là 3, Blood là 4. Và còn một người nữa đó là ai nhỉ? Maglert, Blood, Sven. Còn team 2 thì có Puck, có Bomb. Vâng, bất chờ. Vâng, vừa nãy một pha combo của Maglert để kéo bất chờ về, phi vào trong trụ, Sven đã chết rồi. Một pha úp sọt, 3 thằng bắt quỳ, sống làm sao nổi. Vâng, trên địch có Tilly, có Puck, có Bomb, có bất chờ. Còn co của đối phương là gì thì tôi vẫn chưa biết, tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt của ông co đâu cả. Bây giờ thì Berlin đã có. Và nói chung là co gì tao cũng đéo cần biết, tao cứ vàng đấy. Thì sau, cứ có đồ này nào cho nhận, co nào anh cũng bật được hết. Stop. Vâng, nghe có giọng sặc của ông nào đấy, nghe quen quen. Bắc như vậy là lại một pha nữa lên đĩa. Bắc gặp Blood thì cũng là một pha khắc tình. À, như vậy là co là súng. Vâng, tôi quên đã mất. Một trận đấu mà súng đi đè Sven từ đầu. Thế mà lại quên. Đấy, súng làm co để đối mặt cùng với Sven trận đấu này. Trận đấu này có một bộ đôi của team 1 đó cũng rất đáng sợ. Đó chính là Maglert cùng Sven. Vâng, một pha kè khá chuẩn. Như vậy là Super ngã xuống ngay sau hai quạt đến từ Sven. Đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. Một cái Magnet, một cái Blink, nó một cái combo meta nó dễ lên và nó một công dụng của nó cực kỳ nhiều. Vâng, làm hai cái răng, một răng hết, một răng tiền. Bây giờ chúng ta tiếp. 14 phút, tỷ số là 4-1. Và sau cái Blink thì có lẽ sẽ là hướng đến cái E tốt sát rồi. Một phong cách, một cái meta có lẽ không thể thiếu. Chiến sự thì vẫn đang nổ ra khá căng go ở lane khác. Và bên dưới bot thì vẫn đang là một vùng trời bình yên dành cho Sven. Vâng, bên trên thì có vẻ như Maglert đang trong tình trạng ngã xuống. Còn Itachi vừa làm xuống rồi. Vâng, hay lắm. Tín hiệu bị Tinta bị giết. Đó là một niềm vui dành cho Core.
Vâng, chúng mày chết đi thì tao mới có đất để tao đánh chứ. Còn chúng mày cứ giết người thì tao lấy cái đéo để tao đánh, mày cuối game quýt mãi hết thì sao? Đây cũng là một điều rất mong ước của Core. Vâng, nhìn thấy đồng đội chết mà anh mừng như Tết đến, mừng như bác về vậy. Vâng, như vậy là Thoran là trong tay của Itachi. Và một... có thể là một trong những game thủ đánh kiểu quy củ nhất ở trong Dota Việt Nam bây giờ. Một tinh thần trai hát phải nói cực kỳ mạnh. Mắt miếc các kiểu để phá bom. Giờ tách cứ phải gọi là đề huề crap. Bây giờ thì món ăn khủng long người đá sẽ là món ăn dành cho Sabian thôi. Còn lên đĩa hết thì có ulti cũng mắc nát và farm luôn 2.5k tiền rồi. Thực sự là xem cái màn hình của first play của người chơi và xem những trận đấu khác theo kiểu xem tổng quát, nhưng mà tao ít thường bình luận, nó có cái đặc điểm riêng của nó. Và những cái trận đấu mà xem theo màn hình người chơi, nó giúp cho những người mới tập chơi có một cái cách nhìn về nền đồ và cái target chuột nó chuẩn hơn. Còn xem ở trên cái trận đấu mà phân tích theo chiều tổng quát thì nó sẽ là một cái trận hay hơn. Mà mỗi cái nó có một cái hay riêng của nó. Và vừa nãy là một pha giết người tiếp theo của team ta ở bên dưới boss. Và trận đấu lại tỷ số là bao nhiêu vậy? Vâng, chưa đoán được tỷ số nhưng mà tôi nghĩ rằng là team ta đang đè khá mạnh. Vâng, một trận đấu mà Việt Nam kéo quân đi đánh toàn các cao thủ tinh công thủ và thua làm sao được. Và như vậy là có cả Select trận đấu này. Như vậy là Select là thành viên cuối cùng của team ta. Và lết trận đấu phải là cực kỳ nhiều. Một con Select để cao tầng ngược lại server. Trận đấu này là cửa thua của team 2 là quá cao. Etusap đã có dành cho Sven rồi. Và item tiếp theo chắc chắn là BKB. Một trận đấu không có gì thay đổi và không có gì đột biến thì có lẽ là item meta của Sven sau khi đóng xong BKB thì trận đấu sẽ kết thúc. Berlin Magnet cùng Etosap. Và một cái Sanchi ra cắm và rất bắt bài và không cho có sai đến từ đối phương. Vẫn là một tình huống đợi chờ. Và như vậy là Upshotili. Upshotili vẫn đá ngược trở lại. Và máu sụp vào nó quá nhanh. Chỉ cần có cái combo của Thái Lan cùng với lại có một lúc chết ngược. Một tình huống mà vâng Tili phải nó cực kỳ cứng. Và Thái Lan là người nhảy vào cuối để kết thúc cái mạng của Tili. Và giờ tăng để cứu đồng đội. Úp mang đẹp và vả còn rất đau. Một cái Enzo sát trong người. Và 2 hit và phải cực kỳ đau. Và Bắc cũng đã kết thúc được cái mạng của Thái Lan. Như vậy là 2-2. Và 2 hit và cái Enzo sát đang thể hiện công dụng phải nó cực kỳ lớn. Double kill dành cho Pika Long của chúng ta. Một K8 lần rồi. Vâng, đồng đội đang hiến máu để cho Japan có thể lớn nhanh một cách nhanh nhất có thể. Sáu một ở phút thứ 18. Không những đánh lan mà còn được búp cả lan đến từ Malus. Và trận đấu này mà combat khéo đến từ Malus cùng Sven thì đó là một cái combo khủng, con mẹ khiếp luôn. Cái khủng tởm chứ không phải đùa. Một trận đấu nên thuần tốc dành cho Sven. Và với khả năng búp đánh lan của Malus, về đàm cũng phải gọi AOE kinh hồn. 2.7 tiền rồi. Có lẽ sẽ đợi lên 4k tiền và đóng luôn cái BKB. Vâng, Select bên trên thì có hand. Một trận đấu mà Select không có đất để diễn nhiều thì có vẻ như các thành viên khác đang làm quá tốt nhiệm vụ đè đen của mình. Bom ở mid thì đông vô số. Vâng, một trong những người đánh trách nhiệm nhất trong Dota và cầm support của Itachi thì nó khiến cho team ta dễ thở hơn quá nhiều.
nhảy vào của Savan. Vâng, hai quạt chết luôn anh chàng bất chờ. Bây giờ đến là Tilly. Vâng, tải được cái gì ra, in đi với anh rồi. Vậy vẫn chết. Vâng, đến con gà nó cũng đéo tha. Vâng, ác như con tê giác. Thanh niên đánh chết cả gà, không để cho ai sống được trong tình huống này. Vâng, gà và người vâng như nhau. Vâng, trong tay của Savan nó đều lên thành đôi dầu hết. Trận đấu mà có lẽ nó sẽ là một chiều. Vâng, quá e gắt dành cho co. Vâng, có lẽ cộng đồng mong chờ những trận đấu mà lật kèo. Vâng, mình hy vọng là mọi người có những trận đấu fit hay không nó không quan trọng đâu. Có thể gửi đến cho mình để mình bình luận. Vâng, đôi khi những trận đấu nó cân não, nó mới là những trận đấu mà khiến cho chúng ta có nhiều cảm xúc. Farm nhanh, vâng, giết người nhiều. Vâng, nó có một cái gì đó, nó xem nó dễ xem, nhưng thực sự nó không đọng được cảm xúc nhiều dành cho người xem. Vâng, Envy của Tilly, thanh niên hồn nhiên như cô tiên. Vâng, tưởng cái Envy mà đã to, thì vậy có lẽ là chết rồi. Vâng, quay lại combo đi, vẫn quay đầu chạy. Và như vậy là một pha nớ nớ gọi là phối huy chương. Vâng, ăn ngay quả răn búa tạ các kiểu vào mồm. Vâng, 20 phút tích góp được cái EV, được cái lô tha, tưởng rằng mình là bố đời. Quá buồn, quá đắng trong tình huống. Một trận đấu có bom thì Senshi nó sẽ giải ra và nó cực kỳ nhiều trong cái map này. Nên cái lô tha trận đấu này là một điều có lẽ là sai lầm dành cho đối phương. Vâng, gặp bom trong rừng. Vâng, và linh lên, một búa sang không tự sát kịp, một pha xích xuyên grab đến từ bất chợt. Vâng, đúng rồi, vâng, giết nó đi. Và có lẽ sẽ là lòng xuống. Vâng, sai lần đến từ Chantaran là chưa kịp. Và Park có lẽ cũng sẽ là người đi theo. Vâng, nằm xuống của Park. Một pha đổi mạng. Vâng, đổi hai mạng của team 2 lấy một cái mạng của Seven. Thôi thì điều đó cũng là hợp lý rồi. Vâng, nhảy vào của Malus. Vâng, rất đẹp và kéo ra ngoài và trúng được cả Tilly tiếng này. Vâng, kéo màn hình xuống, một anh em đang treo, một thanh niên ngồi chắc cái gì đây. Vâng, như vậy là có bác thua. Vâng, một tín hiệu khởi sắc dành cho team 2. Và đây sẽ là điều mà khán giả đang chờ đợi. Ta đang chờ đợi những giây phút fit sắp vào lờ đến từ đối phương. À quên, đến từ team ta. Vâng, trong khi đó Slash đi tìm bom. Vâng, bom trận đấu này gần như là phế. Khả năng cao cả map đến từ thời gian trận đấu này quá tốt. Vâng, Senshi các kiểu ra và bom gần như là phế trong combat rồi. Song kiếm đến từ Slash. Một cái hàng cái song kiếm level 16. Vâng, lượng level cũng là rất to. Bo của team 1 đang cao hơn quá nhiều. Thực sự là trận đấu này sẽ đưa đến một chiều rồi. Quá khó đỡ dành cho đối phương. Bỏ cái Elon Talon và lên nút cái BKB. Như vậy là item sẽ hoàn thiện. Trận đấu có lẽ kết thúc ở khu thứ 30 nếu như mình dự đoán không nhầm. Vâng, súng lên búa sát. Vâng, được đấy, mình nhìn lên cả Eto sát nữa. Mình nhìn không nhầm thì là có Eto sát trong người của súng. Vâng, thanh niên định chơi cả Eto sát trong trận đấu này. Vâng, nên đồ cũng phải gọi là bá quá. Nên cái Eto sát thì phế quá luôn. Vâng, không phải BKB. Vâng, lựa chọn lên cho mình cái giáp cuối luôn. Vâng, một trận đấu thuần tốc. Vâng, team ta đang tổ chức đi ganh mà có lẽ là không quan tâm lắm. Một cái ulti vào đầu của Park lốc lên rồi và bất chợt một pha kéo Park về một tình huống bóp. Một cái ulti của Malus và như vậy là xử lý xong được Park bên trên. Và bây giờ đến nữa anh chàng bất chợt cũng nằm xuống. Tini đang đuổi Thadan, có lẽ Thadan sẽ ngã xuống. Và chắc chắn một combo của Tini bên trên là nằm xuống rồi. Và súng cùng với Tilly đang chìm đường để chạy trốn. Vâng, 2 đổi 2 sau một combat vừa nãy. Vâng, lên lên, vâng, này thì tè đè, vâng, 2 quạt là chết. Đến từ Tilly, vâng, lách sai à. Vâng, lách sai và súng kỹ trường. Nhảy đến từ cái chàng Slash là khá chuẩn. Vâng, cũng làm xuống rồi. Chip là kill dành cho Sven. Vâng, một trận đấu mà đang farm quá xanh đến từ Telot. Mười hai
acid 2 và acid 2 mạnh. Phút thứ 24 của trận đấu. Và một trận đấu mà các thanh niên xanh như tàu lá vẫn còn ngồi ca thán được. Anh khổ quá, anh em khổ quá, em chưa được bước lại. Vâng, vãi đìn, các thanh niên đang đánh một mình chăng? Vâng, cái trụ tiếp theo ở mid không có một cái gọi gì cản trở dành cho team 1 rồi. Bất chờ Park trúng trận đấu này thì cũng không gây được đam nhiều. Một thế trận mà EZ dành cho đội team 1. Tờ Ben, Slack, Gloop và những con counter ngược lại được sự sướng vừa rồi. Đấu này tôi nghĩ là cửa thua gần như không có. Vâng, thắng đến 90% rồi. Level 19. Vâng, vẫn còn để dành một điểm cộng, không chẳng cộng. Vâng, thấp thoáng cái bóng của Shaper đang đi phá mắt. Vâng, keo góc của đánh chuẩn thì Shaper sẽ lên được. Vâng, Blink trượt, một tình huống Blink dắt con mẹ bên trong. Và trả giá. Vâng, này thì bị úp sọp. Vâng, cái tội Blink vẫn ăn tóc vào mồm, chết. Vâng, tuyệt vời ông mặt trời. Một tình huống mà có lẽ là cũng hơi đau đầu. Một tình huống mà đáng lẽ nhảy vào của đấy là chuẩn là có lẽ Shaper sẽ lên bảng ngay. Đúng là vạn sự không ngờ tới. Vâng, đen thôi, đỏ thì chắc vẫn vậy. Và tỷ số là, còn đây là tỷ số kill của The Band 12-3. Và thật sự là cũng không phải là mình dìm hàng gì đâu. Nhưng mà đôi khi có những tình huống mà chết nó rất oai oăm. Và trận đấu này thì có lẽ là mang phong trào đánh bóc link là chính. Phong cách đánh của bá kim thì tinh thần rất thoải mái. Trận đấu mà có lẽ để mọi người giải trí thôi, có fun. Và chúng ta cùng chờ đợi những giây phút buông chuột đến từ game thủ của chúng ta. Manus đánh theo đường đúng kiểu cover Berlin cùng với lại Glimmer Cake. Trận đấu này quá nhiều co rồi. Vâng, để cho Sven cùng Slack làm co là đủ. Nó đang cùng với Manus đánh theo đường hỗ trợ rồi. Có Berlin đến từ anh chàng bất chợt. Vâng, Shaper đứng tận ngoài và combo của Tilly. Vâng, có lẽ sẽ chết. Vâng, ulti đến từ anh chàng Slack để lé được rồi. Vâng, mua cái gì đây? Vâng, mua Iasa. Tại sao không mua Tena trước của Tena ra rồi Iasa tải ra sau cũng được. Vậy là bên trên đánh nhau khá gắt. Vâng, thua đến từ team 1. Và như vậy double kill dành cho Shaper trong thời điểm này. Vâng, lớn ngớ là sắp mặt là lúc nào không hay đâu. Bởi lúc là người quyết định lấy cái mạng của anh chàng Shaper. Vâng, chạy nhanh vậy, chạy hết phanh theo kịp. Thế là nằm xuống của Shaper. Trong khi đó thì Park đang giữ lại anh chàng thời gian. Vâng, như vậy là không giết được. Thời gian đã có mặt. Một tình huống 2 đổi 2 thôi. Có vẻ như team 2 đang tìm ra được con đường máu của mình. Đang rất cố gắng. Một ulti đến từ thời gian và vẫn lốc đến từ anh chàng Park được. Vâng, bây giờ bị dắt kẹt bên trong, nó ép không kịp, một tình huống nằm xuống. Và đấy là có lẽ ép vẫn kịp đấy, có lẽ đang cà cuống. Không nên BKB trận đấu này, và như vậy là lựa chọn lên cho mình song kiếm. Còn nói chung thì nó xanh thì vẫn cứ xanh thôi. Và khá mà khó được cản được Sven và Farm trong thế trận mà xanh từ đầu. Khả năng farm của Sven thì nó phải là mắc nhanh rồi. Phút thứ 30 trận đấu. Mà có lẽ cần kết thúc trận đấu này sớm. Vâng, trận đấu mà có lẽ cần kết thúc ở phút tầm 35 là đẹp. Nhưng mà lúc đó sức mạnh của Sven nó đang vẫn còn rất mạnh. Qua cái tầm thời điểm đấy đến phút 40 thì bắt đầu yếu rồi. Vâng, đá về của Thời Đan. Vâng, nhưng mà vẫn chết. Lượng đam đến từ bất chờ và gọi là kinh khủng. Vâng, Thời Đan ăn một cạp một xích là chết luôn. Nó hôn nhẹ nó phát là đủ ra đi rồi. Tôi đang nghe có cái giọng than thở ở đâu đó. Xin với S và Anosap là của TD. Một trận đấu nên đồ kiểu lửa vời, nên giấy mana, nên xin với S, nên Anosap. Đã lên Anosap rồi thì lên thẳng cái bao chip đi, là mana nó thừa để dùng. Không cần phải sợ hết mana. Vâng, có lẽ vẫn chưa đủ đồ để phê thẳng, vẫn đang đợi.
bật Glimmer để vào lấy chỗ. Trong khi đó thì Slack đang đi tìm Buck. Svean đứng ở một cái khoảng cách quá xa và an toàn. Trong khi đó là ulti đến từ Svean rồi. Và xin lỗi, là ulti đến từ Malus. Và một pha nhảy vào của em bắt hồ đã được double kill. Một pha nhảy vào dồn dam là rất mạnh. Mà có lẽ là không có duyên ăn mạng trong tình huống này. Không có mắt, không có sai. Nhưng mà khả năng P đến từ team 1 vẫn gọi là rất là lì lợm. Nếu cần mắt ngay cũng về. Không có gì gọi là lê hà hết. Chúng ta sống trong bóng tối quen rồi. Lukashin đã có, và có lẽ là xong được cái Sanga ngay sau đây. Vâng, thời điểm ăn Dianzo San trong. Và bây giờ thì xong, kiếm đã có và item cũng gọi như gần như là mắc rồi. Dạ vâng anh em, và chúng ta đi phê nào. Và triệu hồi 5 thanh niên siêu nhân ra đây. Trong khi đó thì ai đã có đến từ Slack một cái mặt bằng. Và đồ nhiều như chân này thì đánh làm sao. Và một combo như Tilly không CJ, và Slack đã chấp luôn. Và có lẽ Tilly bấm một combo làm xuống của Blue luôn. Và một lúc combo còn nhanh như gió mà làm xuống. Trong khi đó đằng sau Tilly cũng đã làm xuống. Và Van thì phải chết được anh chàng bất chờ. Trong khi đó thì sẽ có EV về. Và đớt đầu. Và tình huống mà không có đớt cũng như không có Sanchi của team ta. Bắc lùi về. Và chui đúng gọi là miệng sói ở trên. Xuống hai quạt chết luôn. Không kịp ép. Và bom kìa. Vâng, thịt thơm. Một stun. Và hai vả của team chết tốt. Và chính là kill dành cho Van tiếp. Một trận đấu mà EZ quá thể luôn. Một trận đấu mà có lẽ cũng không có gì để bàn nói nhiều. Thực sự một trận đấu rất đè tuyệt của mẹ đối rồi. 15-3 dành cho con co. Và bây giờ đang có 2 cạn tiền trong người. Và Zipper EV trốn được. Bây giờ đi quay lại gắt nhẹt. Đấu này giết được Slack là quá khó dành cho cái đội hình của team 2. Còn xong kiếm của mặt bằng, bây giờ để lấy cái gì để giết được cái con Slack này. Và có tăng đứng trước và Sven đứng sau trong góc, như vậy là cái đội hình nó quá chuẩn rồi. Và không cửa bật dành cho team 2, chắc chắn là như vậy. Và không biết là soi cái gì mà nhanh thế, tôi chưa kịp nhìn được cái gì ở trong cái bảng Black Gap đấy. Mắt đã bị phá hết thì phải, và bây giờ một pha combo bị sọt và một pha ganh nẻ của team 2. Có vẻ như con mắt đã có mắt ở trong rừng. Một pha đi farm và bị bắt bài, là một số là điều khó tránh. Đá về rất nhanh nhưng mà vẫn chết. Và một pha đá về của Thoran quá nhanh tay. Mà có lẽ là không phải chỉ có một người, hai người, ba người liền và làm xuống con combo của Tilly. Có một chút chủ quan đang được diễn ra ở đội hình của team 1. Trong khi đó thì anh chàng Slack cào chết được bất chờ luôn. Trong kiếm mặt bằng và CVS, lượng máu đã là 3k dành cho Slack. Vâng, tóm được Slipper. Vâng, Slipper trong tay của Slack thì đúng là không khác những tờ giấy. Trong khi đó Park cũng đã ra đi. Vâng, em yêu Park Hồ, trận đấu này có vẻ rất khăn máu. Và Bom vẫn đang tìm đường chạy trốn. Siva vẫn lên, có lẽ là chỉ cần kill dành cho Slack rồi. Vâng, kéo vào bên trong, một TD EV để trốn. Vâng, Park là người buyback, và Slack chết luôn. Vâng, Munter kill, xin lỗi, Ultra kill dành cho Slack. Vâng, Munter kill luôn. Vâng, 34 phút trận đấu đã kết thúc. Vâng, một pha lổ bom của Bom quá là đáng lòng. Một pha lổ không chết, máu của Slack nó quá nhiều. Thôi có lẽ là không còn gì để nói trận đấu này nữa rồi. Vâng, chúng ta sẽ xây GG đi cho nó nhanh.
Và cảm giác hành lạc ở trong Dota đó là cái cảm giác tinh gây nghiện. Nên là các tín đồ của Dota còn rất thích những cảm giác gọi là một mình cân tim. Item tiếp theo có lẽ sẽ là item một nút thòn và một cái silent để kết thúc cái mạng của bom cùng với bắt một cách dễ hơn. Và trong khi đó đã có một pha đổi mạng ở đâu đó của Thoran cùng với lại ai đó có lên BKB chắc bài vậy thời điểm này lên BKB nữa. Và một trận đấu mà có lẽ là muốn đánh theo đường chắc cú và vẫn có tín hiệu lag đến từ hai team từ C khá lag hay là về đến từ bất chợt theo sổ cái ưu tiên đến từ trăm lút. Vâng, lang thang đi ra đến sân phơ. Vâng, có Invi đứng cạnh sàn chỉ và có lẽ đủ sức để quản chân luôn. Invi cũng là khá nhanh đến sân phơ, mỗi tội là quá nhọn nhau khi mà anh đang đứng cạnh cái sàn chỉ, quá buồn. Vâng, sức mạnh đang là không cản nổi và bây giờ đang đi nhà nó cũng như nhà mình thì xã thôi, đang lòng vòng bên nhà địch mặc dù mắt thì không có, vẫn phi lên nhà địch như chỗ không người. Vâng, chúng ta là phải đánh theo kiểu gọi là action, không thể sợ bố con nào hết. Vâng, gặp nhau là bèm nhau hết, BKB đã có rồi, không có gì phải sợ. Vâng, chim cò lang thang, vâng, có phàm được 7 báo nó không, như vậy là đã chạy thoát đến chỗ chim. Vâng, bắc phi vào, vâng, một tình huống nhìn map không chuẩn đến bắc, vâng, sợ tăng của đấy mà không né được. Vâng, một cái BKB và ulti được bật lên, vâng, bay ra ngoài từ cái off của bắc rồi. Vâng, Berlin, vâng, như vậy là chơi rất quái bom, một pha cancel, một đứng lại sau, vâng, off được thả ra. Vâng, vẫn chết rồi, nên là đốt đến từ Blood khiến cho bắc không thể Berlin nổi. Bây giờ Berlin ra ngoài để phá vòng, vâng, Blood. Trong khi đó bất chờ có lẽ đang bị lọt khe bên trong, tắt đâu rồi. Và không có, có lẽ một tình huống đã bờ linh và té đâu mất. Vâng, chạy về nhà đến từ Slash và chỉ đó từ bất chờ. Và bây giờ thì có lẽ bất chờ sẽ làm xuống, cơ hội để mà chạy trốn trong tình huống này. Bật gốt và bật phản đam, vâng, đang nghe bật phản đam trước sau đó bật gốt mới đúng. Và bây giờ TD cũng ra hiến mạng, vâng, Invi, vâng, tớp được qua lên. Như vậy là TD có lẽ sẽ trùng tổng vận. Vâng, đằng sau một lúc chết, vâng, đằng sau một lúc không hiểu tại sao lại chết. Vâng, một pha chạy ra tận ngoài rồi nhưng vẫn chết. Vâng, rất thổ báo đến trước cái đội hình này. Không có gì gọi là cản được sức mạnh của mấy thanh niên của chúng ta. Các thanh niên Việt Nam đánh được gọi là khô máu. Em yêu bác khổ, tên là Lót, tên Trì. Thông tin có vẻ rất kỳ gớm. Ba ca tiền rồi, và như vậy là Mega Highland. Vâng, về thẳng đi, kết thúc trận đấu này là vừa. Thứ 38, đấu mà EZ mang tính for fun đến từ RBC. Có ulti, có VKB, và tất cả đều đủ sẵn sàng để có thể nhảy vào comeback ngay lập tức. Và một comeback cuối cùng để kết thúc trận đấu này. Vâng, vẫn đang rất là lầy lội. Vâng, các thanh niên đang muốn tận hưởng nhâm nhi cái cảm giác chiến thắng. Vâng, từng người vào một và giết được Slash là quá khó dành cho cái đội hình của team ai. BKB lên và có lẽ là bất chờ sẽ học chúng tôi vẫn muốn bắt. Vâng, Satipo thì EV để chạy rồi. Vâng, phi vào luôn hết cái EV và hết Sanchi. Vâng, Berlin và cầu bồng thì là quá chậm và Ultra Q và rất có thể sẽ là giam bích trong tiếng này. Vâng, đừng để anh, vâng, giam bích, vâng, không pha bác thì phải là giam bích đến từ Sven rồi. Vâng, một trận đấu mà không được cốt line và có lẽ sẽ là cái giam bích sẽ là cái an ủi dành cho Sven của chúng ta. Và đây có lẽ là cái lý do và cái video này được gửi đến cho 8x trong ngày hôm nay, cái giam bích đến từ Sven. Trận đấu mà có lẽ là mang đậm chất sắt sát sinh và khát máu đến từ đội hình của Việt Nam. 6k4 tiền rồi, trận đấu đã kết thúc tại đây. Một cái mega crab của team 1.
Vâng, đéo theo phá nhà luôn. Thanh niên đang muốn tận hưởng cảm giác giết người, đứng ở ngoài hồ nước và chúng ta không cho nó ra khỏi nhà. Nó cứ phá tủ lạnh đi, làm trận mới cho đỡ mất thời gian. Còn tiền nét bây giờ là khá nhiều đấy, làm sao mình giết không ít đâu. Và như vậy là chiến thắng dành cho team 1 là điều không cần bàn cãi rồi. Trận đấu mà chúng ta để giải trí và xem khả năng farm của các thanh niên thôi. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đấu này tới đây, và chúng ta sẽ kết thúc trận đấu ngay bây giờ. Và mọi người hãy like cùng subscribe để theo dõi những video tiếp theo đến từ channel của mình. Và 8X muốn mở rộng hơn về việc mở rộng được cộng đồng của game, nên anh em có video hay có những trận đấu nào có thể gửi về để hợp tác cùng với 8X. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và rất cảm ơn đã theo dõi, để nhớ like cùng đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình.